Sư cho con hỏi, nếu cùng là tạo nghiệp bất thiện, có mức độ nghiêm trọng như nhau, nhưng do người nhỏ tạo nghiệp thì người nhỏ đó có phải nhận quả báo giống với người lớn tuổi tạo nghiệp không sư? Vì con thấy thế gian cũng có sự khoan hồng cho trẻ nhỏ và mức độ nhận thức của trẻ, đa phần cũng do ba mẹ nữa. Xin thưa với quý vị là nói về nghiệp và quả của nghiệp thì nó không phân theo tuổi tác nha. Tức là một cái đứa nhỏ 7 tuổi mà nó làm chuyện đại ác thì nó vẫn tạo cái nghiệp trọng như thường. Cái vấn đề ở đây là nó phân biệt như vậy nè. Đầu tiên là phân biệt theo cái chủ ý của nội tâm mình á, là mình cái chủ ý của mình là mạnh mẽ hay là hời hợt. Thí dụ như mình muốn đánh một cái đứa bé, một cái người bạn mình đi, mình đánh đó mà cái chủ ý hời hợt, thí dụ như là tới khèo dai đánh chơi thì nó là chủ ý hời hợt. Mà chủ ý mạnh mẽ là mình căm thù, mình giận hờn, mình muốn trả đũa, là mình tới mình giọng nó một cái thì nó là cái chủ ý mạnh mẽ. Hoặc là mình gọi là cái sự nỗ lực của tâm. Cái thứ hai mình cần phải lưu ý là cái sự nỗ lực của thân, khẩu và ý. Thì cái sự nỗ lực đó là gì? Đó là mình làm cái chuyện gì đó, mình có nỗ lực nhiều hay ít, nó sẽ tạo cái nghiệp nặng hay nhẹ. Ví dụ như cái lý do mà mình giết con vật nhỏ, cái nghiệp nó nhẹ hơn là mình giết con vật lớn, là do khi mình giết con vật nhỏ thì cái sự nỗ lực nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên là cái nghiệp nó cũng nhẹ. Còn khi mình giết con vật lớn, mình phải có sự nỗ lực mạnh mẽ hơn, cho nên là cái nghiệp nó nặng hơn. Hoặc như là mình đi ngang qua, mình thấy cái trái xoài, mình chỉ tiện tay là mình hái trộm thôi, thì cái sự nỗ lực đó nó nhẹ nhàng thì cũng là nghiệp đó nha, cũng là nghiệp đó. Nhưng cái nghiệp đó không bằng cái chuyện là mình rình rập nhà người ta, rồi mình nghiên cứu đường đi nước bước, mình nghiên cứu giờ nào là nhà có thể nhập nha được, rồi đi cái đường nào vân vân và vân vân, thì nó có cái chủ ý nó mạnh mẽ hơn đó. Và cái thứ ba là mình phân biệt theo cái gì? Theo họ có chánh kiến hay tà kiến. Ví dụ như một cái đứa nhỏ, sư e là cái này nó có, một cái đứa nhỏ nó bắt một con cào cào, nó vặt chân con cào cào, nó có chủ ý đàng hoàng nha, đừng có nói nó không biết gì. Nó chỉ không biết đây là chuyện ác thôi, nhưng cái chuyện không biết đây là chuyện ác nó lại nằm ở trong tà kiến. Rồi chứ không phải nó không biết là đây là một con cào cào, nó không biết là đây là cái chuyện bẻ chân con cào cào, nó không phải nó không nhận thức được cái đó. Cái người điên khác, người điên họ không nhận thức được, nó khác. Còn cái đứa nhỏ nó biết thì nó là nghiệp đó nha. Nhưng mà người lớn thì nếu như mà họ có chánh kiến thì sư xin thưa là nếu có chánh kiến chắc có lẽ không ai làm vậy đâu. Chính bởi vì như vậy đó, cái thứ ba mình cần phải lưu ý chính là mình có tà kiến hay không, hay là mình có chánh kiến hay không. Nhớ giùm sư nha, cái chuyện giữ giới nó cũng là chánh kiến nha. Giữ giới mà theo lời Phật dạy, giữ năm giới theo lời Phật dạy là chánh kiến, thuộc về phạm trù chánh kiến. Chính bởi vì như vậy á, sư nhớ là hồi chiều sư nói cái đứa nhỏ một cái đơn giản thôi, là nó giúp, cũng giúp đứa nhỏ nó có chánh kiến nè. Ví dụ như đứa nhỏ nó nói bậy, sư nói con đừng có nói bậy nha, con mang tội. Rồi đứa nhỏ nó không nói nữa. Thì chỉ cần nó biết một chuyện là nó bậy mang tội, thì như vậy nó đã có chánh kiến rồi. Đấy. Thì đó là những cái mình cần phải lưu ý, chứ không phải mình lưu ý cái chuyện là tuổi lớn hay tuổi nhỏ. Và không biết là Đức Tuệ Tường có ý kiến gì về vấn đề này.
Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây cái vị mà hỏi câu hỏi này á, có nhấn mạnh là cái chỗ là cho con hỏi nếu cùng là tạo nghiệp bất thiện có mức độ nghiêm trọng, có nghĩa là cái khi mà cái vị này nhấn mạnh ở cái gọi là hỏi là mức độ nghiêm trọng đó, thì chưa, thưa quý vị, à, trước khi mà chia sẻ nói về cái mức độ nghiêm, những cái tội lỗi bất thiện mà nghiêm trọng ở trong Tam Tạng Bali có đề cập đó, thì xin sư xin quay lại cái phần trả lời trước Đức Thành Tuệ, là sư cũng hoàn toàn đồng ý cái phân tích về chủ ý tâm của Đức Thành Tuệ đó hoàn toàn đúng, vì phải lưu tâm nha. Ở đây sư phân tích về khía cạnh mà gọi là cái tội lỗi nha, mức ở mức độ nghiêm trọng mà đã từng xảy ra trong thời Đức Phật tại thế, mà thậm chí là xảy ra trong chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Đây là những cái tội mà gọi là cực kỳ nghiêm trọng, mà thậm chí là giống như gọi là đại nghiệp bất đạo, trời không dung đất không tha, thưa quý vị. Phải nói mức độ đó để cho quý vị hiểu được cái tầm, tại vì ở đây là vị này đề cập đến câu hỏi là gọi mức độ nghiêm trọng mà. Thì nếu mà nói bất thiện á, mà cái mức độ nghiêm trọng á, là có những cái tội lỗi sau. Thứ nhất là giết mẹ, thứ hai giết cha, thứ ba là giết A-la-hán, thứ tư là chảy máu Phật, thứ năm là chia rẽ tăng đoàn, thứ sáu là hãm hiếp tỳ kheo ni, và cuối cùng là thứ bảy là tà kiến ác. Xin thưa quý vị, đây là những cái đối tượng mà gọi là những đối tượng mà đặc biệt, đối tượng đặc biệt, rất là đặc biệt, rất là đặc biệt luôn. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta, đừng có gọi là vô tình nha, ở đây là không có trường hợp này, không gọi là vô tình, không vô tình, không có vô tình đâu. Đúng thôi á, là cho dù lớn hay là bé, không, già trẻ bé, già trẻ bé lớn, nam nữ, hoặc là có những cái đối tượng thậm chí là không phải con người luôn á, phải là người luôn, là ví dụ như dạ xoa đó, trường hợp mà có dạ xoa đó, nhưng những dạ xoa có thần lực á, mà đụng chạm đến những đối tượng này, giống như là có dạ xoa mà đánh đập đầu ngày Xá Lợi Phất, thưa quý vị, là khi mà đập đầu ngày á, là sau đó là đất rút liền, hay là trường hợp ông vua Thiện Giác, tức là cha vợ của thái tử Tất Đạt Đa, thì mà lúc mà ngài đã thành Phật rồi thì ông vua Thiện Giác này mới uống rượu say, mới cản đường Đức Phật, ngán đường rất là nhiều, làm khó làm dễ, rồi chửi bới tùm lum tùm la đủ thứ chuyện, mạ lị ngài. Thì ngài mới nói là sau 7 ngày vua sẽ bị đất rút, thì đúng là như vậy. Rồi những trường hợp mà giết mẹ với cha La Hán, thưa quý vị, thì trong kinh điển nó xảy ra cũng rất là nhiều, cho nên là sư sẽ không có cải thêm ở đây. Và những cái đối tượng mà khi mà ngay trong thời hiện tại nha, ngay trong thời hiện tại, giống như là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, chạy bóng Phật, chia tới tăng đoàn á, những cái đối tượng đó trong thời Phật Gautama, ngay nếu mà mình vi phạm là trong thời Phật Đức Phật, thì trong tăng luật có ghi á, đây là những cái hạng người nè, trong 11 cái hạng người mà không thể cho xuất gia, không thể cho xuất gia, nếu mà xuất gia là phải trục xuất khỏi tăng đoàn và cơ hội giác ngộ ngay trong kiếp đó nha, là không có đó. Đó là những cái gọi là tội lỗi mà gọi là nghiêm trọng đó, không? Một lần nữa sẽ đọc lại để sư phân tích với vị, còn một cái tội, còn một cái nghiệp bất thiện mà nó kinh khủng hơn mấy cái này nữa. Là bị sư đọc lại nha: giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm chảy máu Phật, chia rẽ tăng đoàn, hay mít thì kêu ni. Riêng cái cuối này mới ghê nữa, vị. Mới là kinh khủng nè. Cái cuối gọi là tà kiến ác này rất kinh khủng. Tà kiến ác này còn gọi là tà kiến cố định. Là sao? Tà kiến cố định, người á mà có cái từ tà kiến cố định này á, từ Bali gọi là ní giá tá mít chà đít thí. Thì người mà có tư tưởng tà kiến cố định này á, sẽ rơi vào ba cái cực đoan, đó là vô nhân, vô hành và vô hữu. Vô nhân là không có nhân quả, thưa quý vị. Thứ hai là vô hành là không có hành địa động thiện và ác, và vô hữu là cũng như chết là hết, giống như là giống như hẳn là mình sử dụng từ dân giả gì, hiểu, giống như chơi hoa và kiếp, là trong kiếp mình chơi khô máu, làm thiện ác chơi khô máu đi, không sợ chứ, không có nhân quả gì hết là hết.
Thì khi mà người á, mà có cái tư tưởng mà tà kiến ác rơi vào ba tà kiến ác ba cái rơi vào ba quan điểm này nè, thì xin thưa quý vị, cái sinh tử luân hồi của người này không xác định, thưa quý vị, cái sinh tử người này luân hồi không xác định nha. Thưa quý vị, là nếu mà quý vị có lỡ phạm á, lỡ phạm nha, gọi là lỡ phạm á, vô á, giết mẹ giết cha giết a la hán hay chảy máu Phật á, hay là chia tay tăng đoàn á, mà quý vị có vung bồi nha, xin nhấn mạnh là có vung bồi hạt giống minh và hạnh á, thì ngay trong kiếp đó quý vị có thể quý vị không đắc, không có thể đắc được, quý vị có bị đọa trong địa ngục trong rất là lâu, nhưng mà rồi những cái kiếp tương lai quý vị có cơ hội đắc, giống như đề qua đắc tá đi, thì Đức Phật Gautama ngài có nói là trong tương lai Bà Đạt Đa sẽ là một vị Phật độc giác. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên là vẫn có cơ hội, vẫn có ngày gọi thoát ra nha, nhưng mà riêng á là cái bất thiện á, cái bất thiện gọi là bất thiện mà sư nói là mức độ nghiêm trọng mà đặc biệt nè, tà kiến ác nè, quý vị phải lưu tâm. Nếu mà rơi người mà rơi vào ba cái vô nhân vô hành vô hữu gì đó, thì xin thưa một lần nữa xin nhấn mạnh là đường sinh tử quý vị, đường sanh tử luân hồi của quý vị không xác định, quý vị sẽ không có một cái cơ hội nào mà chứng ngộ đạo quả và niết bàn đâu. Đó là sư vừa trình bày cho quý vị về cái gọi là bất thiện mà mức độ nghiêm trọng đó. Thì đã gọi bất thiện mức độ nghiêm trọng này thì không phân biệt đối tượng, giống như nó nghiêm trọng như vậy, để như quý vị hiểu nè, là quý vị á, có một ông vua, ông cải trang đi vi hành, mình không biết là đó là ông vua, mình không biết là ông vua nha, rồi mình vô tình mình đụng chạm ổng, mình xúc phạm ổng, mình đánh đập ổng, thì thưa quý vị, khi mà mình biết được thật sự ổng là vua, ổng bắt mình lên á, thì quý vị có giải thích là cho cái hoàng thượng con không biết trước đi sao, hay là ổng lúc đó ổng chém đầu mình à? Đó là quý vị không hay hiểu như vậy. Và có một trường hợp nữa mà quý vị phải lưu tâm, trường hợp là mình nói là thí dụ mà ba mẹ mình bỏ mình từ nhỏ, mình không biết ba mẹ mình, nhưng mà rồi mình vô tình mình biết mình giết cha mẹ mình, thì có phạm vô cái gọi là những cái đại tội, những cái bất thiện nghiêm trọng không? Chứ vị vẫn thưa quý vị là vẫn phạm, thưa quý vị. Tại vì ví dụ trong Diệu Pháp có nói rồi, ví như là có hai cốc nước, một cốc thuốc độc và một cốc nước trắng. Quý vị không biết đó là thuốc độc, quý vị uống vô nó vẫn chết. Cho nên những cái đối tượng này một lần nữa quý vị phải lưu tâm. Đây là những cái bất thiện mà có độ nghiêm trọng như quý vị hỏi đó, là đều như nhau, chứ không phân biệt già trẻ bé lớn. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Dạ vâng. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.